20 minutes later. Bọn mình đang ăn sáng và tiếp tục một cái hành trình đi lên nhà của Khánh Nhâu. Ôi ôi. Một pha ăn thật là cồng kềnh. Anh em mình kia đang ngồi ăn sống trơn rồi, bọn mình mới được ăn. Hấp dữ rồi. Ok mọi người, hiện tại thì bọn mình đang ở khách, ở nhà nghỉ. Nhà nghỉ chứ không phải khách sạn nha các bạn. Không được sang. Bọn mình phàn chua đâu có tiền đâu vô khách sạn mấy sao ở đâu. Bọn mình phải bắt buộc ở phải ăn cái gì ta, một hộp cơm bọn mình phải chia ra ba người ăn chung một đi cha, sáng mới ăn phở này. Ba người ăn chung một tô phở, mỗi người một cọng của mọi người, một tô phở nó cho được có một nhúng phở vậy gì mà mắc gặp bá lửa vậy đó. Mỗi người bá luôn á thì bằng cái móng tay vậy đó, nó thay vỡ sổ thổi phát muốn bay sang Mỹ lên vậy đó. Ok các bạn, và hôm nay là ngày xin một bóc phốt Khánh Nhâu nha các bạn. Mình đến đây ăn đám cưới của nó thì nó đãi cho mình sơ sài vậy nè các bạn ơi. Nước lọc đi mọi nước người. Lọc. Nghĩ sao đi ăn cưới bọn mình đi xe á, bọn mình đi xe cả chục tiếng đồng hồ từ dưới Cần Thơ đi xuống tận đây là Tiền Giang hả? Đây là Kiên Giang. À Kiên Giang á mọi người, bọn mình đi á nó mệt cũng gần chết rồi, đãi nước lọc này rồi là hướng dương, cắn hướng dương á. Nó bị ăn, mọi người biết là ăn hướng dương nhiều nó sẽ bị rất là ho á mọi người. Đó như thế đó. Còn đâu có biết được đâu là mình đi lúc 12 giờ đêm. Xong rồi đi tới Chi Tôn mệt giả gời nghỉ xíu đó. Xong rồi sáng lại tiếp tục hành trình đi xuống đây. Là đi đâu trong vòng 12 tiếng đồng hồ mới xuống tới đây mình đã ăn xôi. Đúng rồi, ai cho để ăn xoài bao giờ. Mình bốc phốt với mọi người. Nhưng mà mình phải ăn miếng. Hay gì thôi chứ cũng ngon mọi người. Mời các bạn nha. Cứ tưởng xuống đây sẽ được ăn của Alaska tôm hùm. Em chết được lên, lên nó đi. Rồi mới đòi lên. Thôi nó đứng ngoài đời đi đám cưới nào ai muốn sập bàn luôn. Đúng rồi luôn, chạy với cái miếng này sẽ tự rớt. Kinh khủng. Nó biết nhảy á. Một hồi chủ nhà đợi mình ra khỏi đây. Đến sớm nhất, ăn nóng nhất. Xíu mới vô ăn mới vô các bạn ơi. Tao bị quê á mày, tao vừa lên bị đuổi xuống tao quê. Sao nè, nhà mình sống là quê. Quê hoài không sao. Không quê. Có muốn lên sân khấu mọi người. Thôi nè, không có quê nữa, lấy lòng tự trọng dục đi. Nào mình lấy sân khấu, mình muốn lên sân khấu thì mình tỏa. Lấy lòng tự trọng dục đi, dục cái lòng tự trọng đi. Hello, xin chào. Vô đây cảm ơn. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Vinh nha. Và đây mình sẽ dẫn mọi người đi coi hai vedette của đám cưới anh Khánh nha mọi người nha. Đây là chị vedette đứng đầu đám cưới của mình nha. Dạ, hôm nay đám cưới của tụi mình nha mọi người. Ơi nhỏ chụp em gì? Nó phá luôn rồi. Nè. Mình phá nó hết trên cái mặt tao luôn nè. Chụp mày chơi không? Chờ chờ chờ. Trời được chứ. Lên chân cao như vậy. Chân cao như trời. Rồi đi ra. Nó mình chụp lẹ luôn nha. Chụp lẹ chứ. Ủa chứ. Đám. Có tấm này dễ hơn rồi. Gọi như này.
cao với trời quá. Cao với trời quá. Thank you.
ta được chung nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, ban ngày chung việc ngoài đồng, ban đêm chung gối, chung phòng, chung chăn. Và ước mấy giờ đây đã trở thành sự thật. Họ đã tìm được gốc thân xưa hẹn ước, tìm được người ngày trước hẹn hò, được người trước cũ con đò, sông sâu biển cạn hẹn hò có đôi. Dù mối biển ngày kia không mặn chát, nhưng tình đôi ta vẫn sâu sắc mặn mà. Dù ngày kia biển Hà Nội không qua, nhưng tình đôi ta vẫn như thuyền với lái. Vâng, và để đánh dấu sự kiện quan trọng trong ngày đại lễ hôm nay, thì xin mời cô dâu chú rể hãy tiến đến tháp ly và tiến hành thất lễ khai đồ sâm banh trong ngày cưới. Vâng, xin mời hai bạn. Chăm sóc quan tâm chẳng khi nào rời xa. Hai đứa yêu nhau không tính toán ngày sau, nhưng cuộc sống không như là mình đang mơ. Chẳng thể mãi yêu nhau khi không có gì trong tay. Giờ hai đứa cố gắng lo cho sự nghiệp tương lai, mình sẽ vẫn giữ mãi một tình yêu lâu dài. Từ nay mình sẽ cố gắng để bước qua bao thăng trầm. Cuộc đời bao nhiêu khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Chỉ sợ tình yêu mình chưa đủ lớn, sợ phải mất nhau ở tuổi đôi mươi. Rồi ta sẽ thật hạnh phúc nếu trái tim chân thành. Hay ta sẽ mãi bên nhau không bao giờ xa cách. Trên thế giới chẳng có gì so sánh bằng tình thân. Rồi ta cũng sẽ vượt qua.